tháng 10 năm 2014, trang web chuyên xếp hạng chất lượng sân bay trên thế giới The Guide Tour to Sleeping in Airport đã xếp Nội Bài và Tân Sơn Nhất vào top 10 sân bay tệ nhất châu Á, trong đó Nội Bài đứng thứ 5. Đúng một năm sau, Nội Bài không những thoát khỏi danh sách đen mà còn nằm trong top những sân bay tốt nhất châu Á. Sự chuyển mình mạnh mẽ ấy có được là vì sao? Phóng sự sau đây sẽ phần nào trả lời được câu hỏi này. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài những ngày cuối tháng 10, không còn cảnh chen chúc, chật chội, vật vã chờ đợi của khách hàng. Thay vào đó là sự thông thoáng của nhà ga T1 và sự tiện nghi thoải mái của nhà ga T2. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người liên tưởng tới khu dịch vụ cao cấp tại một khu nghỉ dưỡng nào đó hơn là một sân bay. Về không gian hoặc thiết kế, về công trình của nhà hàng không thế này, cảng hàng không thế này, tôi thấy cũng đẹp đẽ và nghe trong trạch lắm. Mới lại tiếp đón nhân viên và tuyển sinh như vậy, những nhân viên tôi thấy như vậy vừa hài lòng. Mọi thứ đều sạch hơn, to hơn, sáng hơn và có rất nhiều cửa hàng tại đây. Chưa bao giờ những nhu cầu thiết yếu của hành khách được quan tâm như vậy. Hệ thống nhà hàng được bổ sung đẹp đẽ, nhà vệ sinh sạch sẽ, có khu vực hỗ trợ cho người khuyết tật, nhiều chỗ ngồi hơn, hay wifi được cải thiện đáng kể. Tất cả góp phần đem lại sự thoải mái cho người sử dụng. Không có gì khiến tôi khó chịu ở đây cả. Wi-Fi rất dễ kết nối, tôi dùng từ nãy giờ và thấy nó rất ổn. Bản thân chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những cái ý kiến phản hồi tích cực của các hành khách trong nước và nhất là quốc tế. Khi mà họ có cái cơ hội mà trải nghiệm các cái dịch vụ tại nhà ga hành khách mới T2 và họ cũng nói là tất cả những cái cơ sở vật chất rồi những cái kể cả khi mà khách làm thủ tục hàng không, làm các cái thủ tục về công an hải quan cửa khẩu cũng rất là thông thoáng và không phải chờ đợi lâu như trước đây. Không chỉ hành khách, việc sân bay Nội Bài thoát khỏi danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á và lọt vào top 30 sân bay tốt nhất khu vực này đã trở thành động lực không nhỏ đối với những cán bộ công chức làm việc tại cảng. Cảm nhận thoải mái, tiện nghi cho hành khách, đấy là cái việc nhà ga hành khách T2 được đưa vào khai thác cùng với cả nhà khách VIP A, rồi cái đường lăn sân đỗ được cải tạo, rồi kết nối giữa Nhật Tân và Nội Bài cũng đã đem lại một cái diện mạo mới, một cái hình ảnh hiện đại, rồi cái tiện nghi cho Nội Bài. Kết quả ấy còn cho thấy những nỗ lực của hàng nghìn cán bộ công nhân viên đang làm việc tại sân bay trong việc khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng tại đây. Là kết quả của việc thực hiện tốt, đầu tư đào tạo từng con người như một mắt xích trong bộ máy hoạt động khổng lồ tại sân bay. Thì quan trọng nhất là cái hệ thống camera của nhà ga T2 đã giúp cho chúng tôi rất là nhiều trong cái việc về thời gian cũng như là quy trình để xử lý làm sao nhanh nhất. Tại khi bất kể hành khách có ý kiến phản hồi, ngay sau đấy là điều hành của cảng là ra tay luôn, yêu cầu. Đặc biệt là chỗ trung tâm an ninh quản lý chỗ camera đấy, khoanh vùng hành khách đi đến, xem lại hệ thống camera và phát hiện ra luôn. Việc đi vào hoạt động nhà ga T2 như một nút mở quan trọng, gỡ mọi khó khăn giải quyết những vấn đề mà hành khách phàn nàn suốt nhiều năm qua. Và việc Nội Bài thoát khỏi danh sách 10 sân bay tệ nhất châu Á và lọt vào top 30 sân bay tốt nhất khu vực này còn là một minh chứng cho những thay đổi tư duy quản lý nhà ga sân bay trong một năm qua.